Hello, chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh của Thế Giới Laptop. Đối với mình thì với cái số tiền mà chúng ta bỏ ra để mua một cái laptop thì ít nhất phải dùng ngon lành từ 4 đến 5 năm thì mới gọi là đáng đồng tiền bát gạo, đúng không? Mình thì rất là thường xuyên nhận được những câu hỏi như là đề xuất cho các bạn một chiếc máy có giá tốt, cấu hình mạnh, thiết kế đẹp, bla bla vân vân. Tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian mình nhận ra là có một số những cái đặc điểm trên chiếc laptop mà không được các bạn chú trọng đến. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau điểm lại những cái yếu tố nho nhỏ đó nhưng mà lại cực kỳ quan trọng để các bạn có thể chọn mua một chiếc laptop thật là ưng ý nha. Ok, bắt đầu thôi. Ok, và chúng ta đi vào luôn chi tiết đầu tiên ha, đó chính là chất lượng hiển thị của màn hình. Thông thường khi mà các bạn chọn mua laptop thì các bạn sẽ xem là cái màn hình này nó có kích thước là bao nhiêu, rồi viền màn hình của nó có mỏng hay không, góc độ nhìn của chúng ta như thế nào. Mà các bạn quên mất, thứ mà chúng ta trực tiếp nhìn vào máy nhiều nhất đó chính là cái chi tiết hình ảnh hiển thị, hay chính xác hơn đó chính là độ phân giải của màn hình. Độ phân giải màn hình chính là số lượng những điểm ảnh hiển thị trên màn hình, là những thông số đi kèm với cụm từ pixel các bạn thường nghe thấy đó. Tất nhiên là mình sẽ không có nói ra một con số quy chuẩn nào cả, tại vì thật ra độ phân giải cao hay thấp thì nó còn phụ thuộc vào kích thước màn hình và cái tấm nền được trang bị kèm nữa. Thế nhưng điều mà các bạn cần quan tâm khi bước đầu chọn mua một chiếc laptop đó chính là hãy quan sát thật kỹ xem là bạn có thể nhìn rõ được các chi tiết được hiển thị trên màn hình hay không. Nhìn lâu nó có khiến bạn cảm thấy bị mờ, bị nhòe hay là bị nhức đầu không? Khi mà sử dụng laptop thì chắc chắn là 100% chúng ta phải nhìn vào màn hình máy tính rồi, đúng không? Như vậy thì nếu như mà một chiếc laptop với một cái màn hình có độ phân giải nó không đủ cao thì khi nhìn lâu nó khiến cho chúng ta cực kỳ mỏi mắt và mắt của chúng ta phải điều tiết thường xuyên, như vậy thì cực kỳ hại cho sức khỏe luôn. Cho nên mình lưu ý là gì thì gì chúng ta cũng phải ưu tiên bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cái đôi mắt của mình đầu tiên. Các bạn hãy cố gắng chọn cho mình một cái laptop có màn hình có chất lượng hiển thị thật là sắc nét, độ sáng vừa đủ cao cũng như là có thể nhìn được tốt với nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau nhé. Điểm thứ hai mà các bạn cần phải quan tâm khi mà chọn mua một chiếc laptop đó chính là hãy chú ý đến cái chất lượng build, độ gia công hoàn thiện của chiếc máy. Như mình đã nói thì laptop sẽ theo mình rất là nhiều năm, cho nên là đặc điểm của laptop là gì? Sự tiện lợi di chuyển khắp nơi, đúng không? Như vậy thì nếu như mà một chiếc máy có độ gia công không được hoàn thiện thì chắc chắn là chỉ từ sau đến 1-2 năm thì các bạn sẽ cảm thấy thường xuyên bực mình khi mà sử dụng laptop rồi. Đây, chúng ta hãy quan tâm hơn đến độ cứng cáp, độ hoàn thiện của các phần được kết nối với nhau như thế nào, có liền mạch và có kín kẽ hay không. Đặc biệt là phần bản lề cũng rất được quan tâm. Việc gập mở máy liên tục thường xuyên sẽ khiến cho cái phần bản lề sẽ ngày càng lỏng lẻo, dễ bị hư hỏng. Tiếp theo, đó chính là trọng lượng của chiếc máy. Đây là điều mà mình thấy là các bạn nam cực kỳ chủ quan luôn nha. Các bạn cứ nghĩ rằng mình là con trai, sức dài vai rộng thì có thể 1-2 kg của cái laptop không là gì cả. Nhưng mà tin mình đi, bằng chứng là những người bạn, những người anh xung quanh của mình đang phải cực kỳ khổ sở với những chiếc laptop to cồng kềnh. Nhưng mà to không có nghĩa là nó khỏe đâu nha mọi người, không có nghĩa là hiệu năng của nó mạnh đâu. Chỉ đơn giản là nó to cồng kềnh và nó hơi hầm hố, nhìn mạnh mẽ một chút, đã phải khiến các anh ấy vô cùng khổ sở khi mà phải mang vác nó đi quay hoặc là đi làm việc ở ngoài trời. Cho nên cân nặng của chiếc laptop là một điều mình cần phải lưu ý với các bạn. Nếu như mà không có những cái nhu cầu quá đặc biệt về phần hiệu năng thì mình khuyên là các bạn nên ưu tiên hết sức những cái máy mỏng nhẹ để có thể tối ưu được cái quá trình sử dụng của mình. Và nếu như mà nhìn qua những cái con số thì mình nghĩ là các bạn thường sẽ không có hình dung ra được cái con máy của mình nó sẽ nặng bao nhiêu đâu. Tại vì đồ công nghệ mang theo bên mình á thì nó chỉ chênh lệch nhau khoảng 200-300 gram là mình đã có thể cảm nhận được sự khác biệt rồi. Cho nên nếu có thể thì chúng ta hãy đi đến thẳng cửa hàng cầm lên xem là nó có hợp lý hay không. Thậm chí là chúng ta có thể bỏ vào ba lô đi qua đi lại để xem là mình có bị mỏi hay không nha. Yếu tố thứ tư mà chúng ta cần phải quan tâm đó chính là phần bàn phím. Có lẽ đây là vì cái tính chất công việc của mình thường xuyên phải đánh máy, gõ máy liên tục, cho nên là mình có khá là nhiều thứ để mà chia sẻ với các bạn về cái phần bàn phím này. Tuy nhiên, cơ bản mình thấy các bạn học sinh sinh viên thường chưa có nhiều trải nghiệm trên những con laptop khác nhau thì cứ nghĩ rằng bàn phím trên con laptop nào cũng giống nhau, nhưng mà theo mình thì không phải nha. Trên từng con máy nó sẽ có cái chất lượng bàn phím và cái gọi là cái độ đã của nó rất là khác nhau, các bạn cần phải lưu ý đến. Đặc biệt nếu như mà các bạn là người thường xuyên phải di chuyển cũng như là đổi vị trí làm việc khắp nơi nữa. Mình đã từng đọc một số những cái thông tin cũng như là tham khảo ý kiến của mọi người thì có vẻ như là mọi người cho rằng cái phần touchpad trên bàn phím laptop cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên, theo mình đã cân nhắc lại là liệu nếu như mà chỉ được chọn một trong hai thì mình sẽ chọn cái nào. Thì sau đó mình đã có cái suy nghĩ là nếu như
bàn phím hoặc là touchpad, một trong hai cái bị xuống cấp, thì việc mà chúng ta sử dụng một cái con chuột rời như thế này nó phải đơn giản và dễ dàng hơn rất là nhiều việc mà mình phải mang vác cả một cái bộ bàn phím cơ, đúng không? À, còn một điểm nữa, thường thì trên những bài đánh giá chi tiết thì tụi mình sẽ cho em laptop một điểm cộng khi mà nó được trang bị luôn cả các phần bàn phím số. Tuy nhiên, theo ý kiến riêng của mình, nếu như mà công việc của các bạn không liên quan đến kế toán hay là nhập liệu quá nhiều thì thật ra cái bàn phím số nó không cần thiết. Tại vì cơ bản, khi mà được trang bị cái bàn phím số phía bên tay phải thì cái bộ gõ của chúng ta nó sẽ bị lệch về một bên, nó sẽ ảnh hưởng lâu đến cái quá trình sử dụng lâu dài của mình, thậm chí là nó còn khiến cho cái laptop của mình trở nên cồng kềnh và nặng nề hơn nữa. Ok, và điểm cuối cùng mà mình muốn lưu ý đến các bạn đó chính là chúng ta cố gắng đừng bị thu hút quá nhiều bởi những cái thông số cấu hình. Không phải là cứ con chip i7 thì sẽ tốt hơn con chip i3. Không phải là cứ có card đồ họa rời là con máy của chúng ta sẽ cực kỳ tuyệt vời và mượt mà. Không phải như vậy. Thật ra i3, i5 hay i7 đều phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của mình. Nếu như mà nhu cầu của các bạn chỉ là sử dụng những cái tác vụ văn phòng thì con chip i3 là đã ổn rồi. Trừ khi nào mà các bạn làm việc đồ họa nhiều thì chúng ta sẽ cần đến những con chip i5, i7. Và thậm chí dạo gần đây thì những con máy laptop thường xuyên trang bị những cái card đồ họa để mà gọi là thu hút người dùng. Tuy nhiên, nếu như mà các bạn chỉ thiết kế đồ họa 2D thì theo mình thấy card đồ họa rời nó là không cần thiết. Trừ khi nào mà gọi là cái nhu cầu của các bạn đặc biệt, ví dụ như là gọi là thường xuyên chơi game đi, dựng đồ họa 3D thì khi đó card đồ họa rời nó sẽ cần thiết. Còn nếu không thì nó chỉ làm chúng ta mất thêm một khoản tiền thôi. Và đó là tất cả những yếu tố mà mình cảm nhận là các bạn thường bỏ qua khi mà chọn một cái laptop. Và hy vọng là sau video này các bạn sẽ có thêm cho mình những cái lưu ý nho nhỏ để mà chọn mua cho mình một cái em laptop thật là ưng ý để có thể sử dụng về lâu về dài. Ok, và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Laptop nha. Còn bây giờ, Lan Phương xin chào và hẹn gặp lại.